Trời ơi, đây nè mọi người ơi, đây nè, đi đến nhà chồng. Ba chồng của mình nè mọi người, thấy không? Trời quá trời luôn, Blackberry. Đi. Ờ, chồng mình đang hái cho mình. Wow. Woo, that's good. I can go on there. It's so sweet though, daddy. Oh my god. Mm. Give big one, daddy. Mm. Oh my goodness, look. Trời ơi, đã quá trời. Thấy mọi người, trời đã quá mọi người. Nè mọi người, đậy hết cho mọi người, cho cây táo. Ở đây dưới này mọi người. Mà cả nhà. Cây táo thì chưa có chín đâu, nhưng mà blackberry hái đã đời rồi mọi người ơi. Đó, thấy không? Trời ơi, nó quá trời kìa. Chùm trái nào trên ấy. Bự quá trời cả nhà ơi. Đi qua nhà ba chồng mình á cả nhà, ba chồng mình cũng có chồng nữa, ông ngoại nè. Bước một mớ về ăn đã thèm, cả nhà nhìn nè. Trời ơi, nó quá trời luôn. Ồ, cả nhà héo không cả nhà? Chùm luôn á cả nhà. Rồi coi coi. À, nhiều lắm nha, ba chồng mình nhiều lắm. Đây là cây táo, mình hái ăn. Cả nhà, quá trời. Trời ơi, thôi để mình hái nha cả nhà ơi, mình hái mới về ăn. Hôm nay qua thăm ba chồng của mình á, qua nhà ba chồng mình chơi ấy, sẵn rồi hái luôn. Nhà trong kê. Để mấy đứa nhỏ ở trong đó. À, bây giờ mình đi hái nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, hôm nay mình đến nhà ba chồng mình chơi cả nhà. Xong mình đi ra vườn coi trái cây. Ba chồng mình nói là có táo cũng hơi to rồi. Rồi những cái trái dâu á cả nhà, trái dâu chăm hả ta? Thì cũng không biết nhưng mà nó nhiều cả nhà ơi. Chắc tuần sau thì sẽ xuống đây thì hái táo, nó to lắm rồi cả nhà. Thì quay cho cả nhà xem nha. Mà bông cũng đẹp nữa cả nhà, ở dưới đây. Nhà ba chồng mình ở bên kia, bây giờ mình đang ra vườn á cả nhà. Đây nè cả nhà thấy không? Đây là táo xanh cả nhà, tái to rồi. To ơi là to cả nhà ơi, nhiều lắm. À, bên đây cũng có nữa nha cả nhà. Này, bên đây là táo đỏ cả nhà ơi. Tổng có 2-3 loại táo thôi. Cả nhà nhìn, đã không? Chắc 2 tuần nữa là hái được đó cả nhà. Cái trái táo nó chùm đó cả nhà. Đó, nhưng mà hôm nay một hồi mình sẽ đi hái cái trái này nè cả nhà. Trái dâu này nè cả nhà. Dâu đen nè. Trời ơi, au. Nó gai nhiều mà nó ngọt lắm cả nhà ơi. Trời ơi, đã quá. Ừ, bóc bỏ với ăn. Đây cả nhà. Đây là thị hái nha. Thị hái nè cả nhà. Nha cả nhà. Thôi à. Trời ơi, nó ngọt bà cố. Ngọt cả nhà. Đã quá. Trời. Nè cả nhà. Có trồng cà. Hành. Hành này cả nhà, hành chồng cứ để như vậy cái nó rớt cái bông xuống nó rụng cái bông xuống đó cả nhà, là nó mọc lên cái hành mới á. Mình không cần phải bươn gì hết trơn, để năm này qua năm kia. Đây nó trồng bí cả nhà ơi, bí. Em nhỏ em trồng á thị á cả nhà. Cái cây này có gai dữ lắm cả nhà ơi, ai mà đi bứt cái này nhớ mặc quần riêng, áo tay dài nha, đeo bao tay. Cái cây này á nó có gai đau lắm cả nhà. Đó. Quá trời cả nhà ơi, ngon quá. Nè nhà thấy không? Sống ở quê là vậy, đến mùa là đi bứt về ăn. Đây này cả nhà. Đây là táo nè cả nhà. Đó. Dâu này nó mọc nhiều lắm cả nhà ơi. Origin á nó éo quy que cả nhà. À, nhưng mà đừng có mà bứt những cái cây mà nó mọc lề đường nha cả nhà, ăn bệnh á, tại vì hôi khói á, khói xe nó hút khói xe. Nhớ rô vô rừng bức. Ở đi gần này thì ở gần nào cũng có cả nhà ơi. Nhiều lắm cái này. Đây nè. Đó, quá trời cả nhà. À, bên kia nữa. Thấy ổng bên trong đen màu. Lúc mà mình bóc á cả nhà, mình bóc vô mà nó rụng xuống á, mềm dễ bắp xuống là nó chín tới rồi nha cả nhà, ăn ngọt lắm. Còn mà mình bóc mà nó còn hơi cứng cứng á thì đừng có lấy nó, tại vì nó còn chua. Nó chưa có đây cả nhà. Đây là bà mập. À, hôm nay đi xuống nhà bà chồng chơi. Ở trong kia
Bây giờ đi ra giường quậy cả nhà ơi. Ba chồng mình đang nằm ở trong chồng mình đang phụ thân em rể sửa xe. Ông phụ em rể sửa xe cả nhà. U hoàng hôn nắng chói quá cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Đó, đầu bông đẹp lắm cả nhà. Rồi bông cho cả nhà coi nha. Quá đẹp luôn. Bông hồng, bông đẹp quá trời. Mốt Thủy sinh giống cho nhà Thủy trồng. Đẹp thì thích cái bông này. Quá là đẹp cả nhà. Đây. Hoàng hôn đã ngã chiều. Rồi cả nhà ơi. Đủ chưa cả nhà? Đó, mình hái. Đủ với cả nhà ha, bao nhiêu đây ăn đủ nè. Đó, quá trời luôn mình. Ồ, giàu quá trời ngon. Nóng quá. Anh chàng yêu quý. Nè. What is that? Grandpa. Grandpa. Yeah. Howdy. Allison. You're good pals, aren't you? Allison. Now, you two are such good pals. Why don't you follow her home? Come on. I want to go with you. I told you tonight, you're not coming home with me. I live alone. Yeah. My swamp. Me. Nobody else. Understand? Nobody. Let's go. Bye. Yeah. Bye. Go. Bye. Good, Lily. It's good. It's good. Ngon con. Ngon hả? What's a goldfish? Hả? Oh, you forgot it in the kitchen. Oh, yeah. Okay. I'm gonna go grab a goldfish. Uh-huh. Say jumpy. Hi. Hi, Lily. Hi, Lily. I know. Get over here. Get over here. Okay, now. Get up. Here we go. There. Really good, Lily. Lily, you're so good, Lily. Perfect.